đây. Không, ai biết không tới đâu. Không, đi qua bên kia luôn anh. Đi qua quay qua mà bảy luôn. Không, à, con đứng vậy con xuyên qua là nó tới luôn. Trời đẹp quá trên trời á. Không ảnh đây đẹp mà Út. Ở đây 100.000 ngon hơn trong vườn hoa Đà Lạt á. Đẹp hơn á. Xong chưa chị? Đi ta Út quay cho con, quay thử về. Rồi. Ờ, lên vườn trái cây ha. Lên vô bên vườn trái cây. Lên vườn. Bảy ơi, tới đây. Đây đây. Xa quá vậy em ơi, xa quá. Xa quá luôn. Không được, bắt buộc phải qua một bên nè. Quay hai người đẹp này nãy. Biết luôn không? Đó, lên vườn. Rồi, bông tú cầu này cả nhà ơi. Tuyệt vời. Quay qua đây á hả? Cuốn này lên cái nón á. Bảy, để tôi đi tới rồi. Đó, hai người đẹp thành phố à cả nhà ơi. Đó, tự nhiên đi, cái nón này quay tự nhiên đi chứ không phải chụp. Đó, đi đi vô vườn hoa. Bông này chưa đâu qua. Kéo nó lên chứ sẽ thấy cái mặt á. Người đẹp đủ màu nha. Bảy đang bay tự nhiên. Bảy cầm đây con. Đây. Cái này người đẹp tây đô á. Quá đẹp luôn. Người đẹp tây đô. Ở đường xe chạy bên kia. Đó mày mày. Đi bọc qua đó đi xuống. Đi bọc qua đó xuống. Chào đảo rồi hả? Trời trời. Rồi đây.